Chị Hân ơi, chị có đào tạo trà sữa dạy online không ạ? Em thì có người thân ở Bình Dương, thấy em kinh doanh và bán trà sữa rất là đắt hàng, nên là mong muốn hỏi để có thể là học và mở điểm bán ở trong đấy, thì chị có nhận đào tạo online không ạ? Chị có đào tạo online nếu như thực sự mà bạn nào có tâm và thực sự đam mê với nghề, chứ không phải là các bạn muốn một thời gian rồi lại không theo được nữa. Như em Huyền thì thấy đấy, thì một thời gian sau khi tham gia cái mô hình như thế nào và tình hình kinh doanh điểm bán của em hiện tại là như thế nào? Vâng ạ, em thì buôn bán nhỏ lẻ thôi, thu nhập thì cũng không đủ trang trải cho các con em lớn và cần đi học ở một môi trường tốt hơn. Nên là em muốn thay đổi công việc và tăng thu nhập. Và em thấy cái mô hình kinh doanh xe đẩy này thì nó rất là phù hợp ạ. Thứ nhất là với cái chi phí thì thấp ạ, mà nó có ra doanh thu hàng ngày. Và cái thời gian thì nó cũng linh động. Thế cho nên là em thấy cái mô hình này thực sự là tốt và có thể nhân điểm và phổ rộng cho nhiều người có thể cùng tham gia mô hình kinh doanh này ạ. Hiện tại thì em đã có sẵn cái mặt bằng kinh doanh ở tại gần trường học. Cho nên là từ cái mặt bằng này thì em nhân các cái cây bán di động với bán kính khoảng 1 đến 2 km ạ. Nhân rộng ra thì em thấy là hiệu quả rất là cao ạ. Các bạn học online ở xa hay là đang là bà mẹ bỉm sữa thì chị vẫn là hoàn toàn hỗ trợ nha. Tuy nhiên với các bạn trong cái thời gian đầu thì cần nỗ lực rất là nhiều. Đại lý Pozati trên toàn quốc thì có rất là nhiều, như là em Thực ở Đồng Nai hay là bạn Việt cũng ở Biên Hòa, đều cách xa như ở Phú Quốc hay Đồng Nai, Bình Dương. Mọi người đều phải hỗ trợ từ xa, đến doanh thu hàng ngày đều đạt từ 200 đến 300 ly, chưa cao bằng các đại lý khác. Nhưng anh chị em vẫn rất là tích cực và cố gắng tham gia những cái buổi đào tạo hàng quý, hàng tháng. Vậy chị Hiền ơi, những cái buổi mà tổ chức học online, đào tạo online như vậy thì có đảm bảo về chất lượng không ạ? Học online hay là offline thì tất cả sẽ đều được gói gọn trong một mô hình kinh doanh được nghiên cứu sẵn hết rồi. Ngoài chị hỗ trợ ra thì có các bạn sẽ được đồng đội của mình và đội ngũ của công ty cùng giúp đỡ. Chỉ cần thực hiện kỷ luật theo những cái quy trình đó mà làm thôi, đơn giản mà chất lượng. Đặc biệt là những cái buổi gặp gỡ trực tiếp thì quy trình thực hiện vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực của các anh chị em. Có điều là mình có tham gia được các cái buổi đào tạo trực tiếp như thế này thì sẽ có được cái trải nghiệm thực tế như cách pha chế chuẩn công thức là ra sao, chính tay các bạn vào quầy với đầy đủ các nguyên liệu rồi được kèm cặp, hơn nữa được học cái chiến lược tăng khả năng tự tin, năng lượng khi bán hàng trực tiếp về quy trình bán hàng như thế nào, thì lúc mình ra bán hàng mình không bị còn bỡ ngỡ nữa. Còn mình học online thì mình không được học cái sự trải nghiệm thực tế đó, những cái đó. Nên anh chị em nào có thời gian thì mình lên học trực tiếp, vì cái nghề này là cái nghề mà kiếm ra thu nhập cho chính mình. Học trực tiếp sẽ tốt hơn rất là nhiều. Do vậy những anh chị em mà đang ở xa, đang chưa hiểu rõ về học online như thế nào thì hãy liên hệ ngay với đội ngũ của Hiền. Các bạn sẽ support hoặc để lại ngay bình luận bên dưới. Thì tất cả đội ngũ chúng tôi, cộng đồng trà sữa Pozati khắp 4 miền đất nước, và sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh chị em nhiệt tình. Chỉ cần anh chị em có đam mê kinh doanh thôi, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào cả nhà.